Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Mạnh Review. Sau khi mà mình unbox mở hộp về hai chiếc máy nhà Samsung, đó là A50 và A70, thì có rất là nhiều anh em đã đưa ra yêu cầu là phải test máy, test game luôn. Nhưng mà mình chưa có thời gian cũng như là cần phải test nhiều những chiếc máy khác nữa để có thể là kịp lúc cho anh em. Thì ngày hôm nay thì mình cũng sẽ có hai cái bài test game luôn. Buổi chiều là chiếc Samsung A50 và buổi tối là sẽ đăng cái bài test game về chiếc Samsung A70 trên tay. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái độ to, độ lớn giữa hai cái chiếc máy này thì bên trái của mình là A50 này, bên phải là A70. Và ngày hôm qua sau khi mà mình đăng bài về Samsung A50 ấy, nhiều anh em bảo rằng là cái màn hình thì đâu có phải là cái giọt nước kiểu này đâu. Giọt nước hình chữ U mà không phải giọt nước hình chữ V. Thì mình cũng nói thẳng với anh em là trong video đó mình cũng có nói luôn là cái chiếc máy Samsung A50 thì nó đã được thay màn hình rồi. Và cái tấm nền của nó là tấm nền OLED nhé. Và cái tốc độ nhận diện vân tay ấy, thì gần như là tương đương nhau thôi. Nó độ sáng gần như là tương đương luôn. Và với cái tấm nền AMOLED ấy, bên phía tay phải của mình đây là chiếc Samsung A70 thì nó còn có một cái trải nghiệm là hình như hơi bị ám vàng nhẹ một chút. Trong khi thì tấm nền OLED phía bên trái của mình đây, Samsung A50 thì nó lại cho cái độ trong trẻo hơn, đúng không nào? Nhưng mà gần như là nếu mà anh em nhìn thông qua cái màn hình ấy, gần như là chúng ta không thể nào mà phân biệt được giữa OLED và AMOLED. Độ sáng gần như là tương đương nhau. Rồi, mình sẽ dẹp chiếc Samsung A70 để có thể là tập trung test về cái chiếc Samsung A50 này. Mình sẽ test game thật là nhanh gọn. Thông qua số điểm AnTuTu này, anh em có thể nhìn thấy rằng là con chip này nó cũng khá là mạnh đấy. Và mình cũng đã tra một vài những cái thông tin về cái con chip này rồi. Thì nếu mà so với một cái con chip của Snapdragon, đó là Snapdragon 660, chip Exynos 9610 này thì nó sẽ trên cơ hơn một chút nhé, nhỉnh hơn một chút thôi. Còn đối với những bài test thực tế thì nó như thế nào, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test game thôi. Bắt đầu mình sẽ đến với một cái tựa game rất là cơ bản, đó là Free Fire Max nhé. Rồi, chiếc máy này rơi vào tầm khoảng 1 phút thì nó mới load được vào cái tựa game. Và với cái con chip đó là Exynos 9610 Free Fire Max full cấu hình luôn là một chuyện rất là bình thường, đúng không nào? Ở đây thì mình đã thiết lập như vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào game thôi. Ban đầu vào Free Fire Max này cũng hơi khựng khựng nhẹ một chút. Màn xoay camera này. Và ở đây thì mình cũng sẽ cho anh em xem về cái mức độ nhiệt trên cái thiết bị này, nó đang quanh ngưỡng là 34 độ phía mặt trước và mặt sau là cũng 34 độ. Đâu nào, nhảy thôi. Màn xoay này hiện tại đang là 14:30 và bao nhiêu phần trăm pin đây? 96%. 96% pin. Không biết có trụ nổi lâu không đây. Nguy cơ lắm. Nhảy xuống đây mà tìm được cái thanh kiếm thì ngon đấy. Với những cái thao tác đầu tiên thì mình thấy rằng là nó cũng khá ok. Nhưng mà cảm giác nhìn cái đồ họa nó hình như là nó không được ok lắm thì phải. Không được trơn mịn anh em ạ. Exynos này. Lấy súng khác xem nào. Kìa, nhìn thấy cái thằng ở bên trên rồi đấy. Không nhặt được nữa. Và
Có anh em bảo rằng là cái loa trên cái chiếc máy này nó bé. Thực tế ra rằng là nó còn to hơn là trên chiếc Samsung A70 cơ. Đó, âm thanh. Ồ, phải kiếm được nhỉ? Không, không, không phải. Dao. Mày chết vậy anh. Vào tỉa. Đấy, người bắn đấy. Súng nào mà có ống ngầm nhỉ? Không có súng nào ống nằm ngầm à? Đây đây đây. Kia kia. Ui dạ. Bắn kém quá nhỉ. Ô, hết đạn. Chịu ấy. Chạy đi chỗ khác, nó chạy đến đây giờ. Từ nãy đến giờ thì mình không thấy cái hiện tượng bị khựng lác đâu. Thế nhưng mà cảm giác trên chiếc máy này thì cái đồ họa của nó không được đẹp. À, có thằng nào ở trong kia. Mình. Mày chết đấy. Có một kill. Ngon đấy. À, đây có kiếm rồi. Được. Đi vi hành thôi. Ngon. Thằng này có kiếm mà nó không biết sử dụng nhỉ. Dại quá em ạ. Dại quá. Ê. Thằng nào? Thằng nào ấy? Ai, mày chết với anh. Mày dám bắn anh à? Nó cũng có kiếm luôn anh em. Hai thằng thử. Hai thằng đọ kiếm nhau. Ô, sao nó chạy nhanh thế? Sao nó không chết nhỉ? Căng đấy nhỉ? Ôi sao thằng này nó chỉ bắn vào một hướng này? Lác mạng à? Ô, hình như lác hay sao? Anh em ạ, lác mạng hay sao? Sao thế? Từ nãy giờ chém thằng này không được nhỉ? Cay thật sự. Mày chết với anh. Ngu người. Không đọ kiếm với mình. Bực cả mình ra. Cứ như kiểu là mạng nó bị lag. Cay thật sự. Là mình chém mấy cái quả nghe căng quá mà không mãi không được. Không hiểu kiểu gì luôn. Bắn thằng này à? Được. Ra chém tiếp. Kia rồi. Lữ khách kìa. Xem bây giờ là bao nhiêu. Ồ, cũng được 5 phút rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi mình chém nốt thằng này nhé. Mày chết. Một đường kiếm luôn. Quá tuyệt kill ấy. Quá đỉnh luôn. Thôi núp vào đây cho sướng. Chém tường à? Nhị kiếm phái à? Đâu phải nhất kiếm phái. Nhất kiếm phái này xong luôn rồi. Thôi mình cũng sẽ out tựa game này ra nhé. Sau 6 phút chơi chém được mấy anh. Nhiệt độ trên cái thiết bị này nó đang lên đến 40 độ C. Lúc nãy thì quanh mức độ 34 độ nhưng mà giờ lên đến 40 rồi, 39 40. Nhưng mà với một cái thiết bị mà nó có khung bằng nhựa, mặt lưng nhựa như thế này thì nó không nóng đâu. Cơ bản thì thời tiết hôm nay thì nó cũng lạnh nên là mình chỉ thấy hơi ấm nhẹ chút thôi. Và các bạn có thể thấy được rằng là cái mức độ pin nó tụt này. Sau 6 phút thì nó tụt mất là 3% pin.
Và cái mức độ chơi với Free Fire Max thì rất là ok rồi, không bị drop khung hình hay là giật lag gì cả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tựa game tiếp theo, đó là Liên Quân Mobile nhé. Rồi, mất tầm khoảng 40 giây. Và chúng ta sẽ thử vào thiết lập đồ họa thử xem là nó lên max được bao nhiêu nhé. Chất lượng hình ảnh kéo lên này. Rất tiếc cấu hình thiết bị của bạn không đủ đáp ứng. Rồi ok. Là một cái chuyện rất là bình thường thôi, đúng không nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi. Rồi, chào đến mừng mừng mưa tận. Rồi. Tạm thời ban đầu thì nó đấy, nó hơi bị khựng này. À, khá là khó hiểu đấy. Hơi bị khựng nhẹ. Rồi. Bật FPS cao rồi. Hiện tại đang là 14 giờ 44 phút và bao nhiêu nhỉ? 91%. 91%. Ồ, khá là khó hiểu anh em ạ. Cái âm lượng to quá là mình không nói được. Cái icon này thực ra là cái những cái biểu tượng gọi là chiến đấu trong trong này, những skill trong này thì nó lại không ở viền dưới mà nó lại lên trên này, khá khó hiểu. Thanh chừng này. Để anh mình chém nhá. Đó, ngon. Nãy là mấy giờ nhỉ? 14 giờ 44 đúng không? 14 giờ 44 và 91% pin. Nãy khi mà vào cái tựa game này đã mất khá nhiều thời gian rồi. Không hiểu tại sao nhưng mà hôm nay thì tập hợp đội để chơi ấy, nó chờ khá là lâu nhá. À, chết 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 chết. Hồi máu nhanh, nhanh còn kịp. May quá. May quá anh em ạ. Và cái mức độ FPS thì ở góc trên nó thay đổi quanh ngưỡng là 60 61 nhé. Giờ là 59 này. Chết 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 chết. Căng nhỉ. Mình ít máu quá. Quái. Tướng này cũng yếu. Đánh tầm gần. Nãy thì không chọn được cái tướng Van Heo. Sáu mốt này. FPS thì lên khá cao. Với những cái gọi là hoạt cảnh đầu tiên ấy, mình thấy rằng là cái mức độ FPS rồi thì khung hình của nó hơi khựng nhẹ. Nhưng mà khi mà chúng ta chơi vào trong màn chính rồi thì nó khá là ok. Quanh cái ngưỡng mức FPS là 60 61. Nãy mình nhìn thấy thấp nhất là 58 nhá. 58 FPS. Nice assisting. Đánh sập trụ nó đi, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, 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 rồi. Chạy nhanh còn kịp. Lại cho âm lượng to to lên. Đây rồi thằng này. Mày chết rồi. Á da. Sợ quá sợ quá. Hồi máu lại đi. Đập cho nó một phát rồi phải chạy bán sới. Mày. Chừng trị nó đi. Sáu mươi FPS này. Trong những màn đối kháng như thế này thì cái mức độ FPS của nó vẫn khá ổn định. 59 này. Mày chết. Được. Ngon đấy. Quả tê tái phết đấy. Đùa. Nhưng mà cái mức độ ping của mình thì báo đỏ. Khá đỏ luôn đấy. Sợ quá. 59 FPS. Vừa rồi
Trong cái màn đối kháng mình thấy thấp nhất là 59 FPS và nó lại hồi lại nhá. Thực tế ra thì khá là ổn định. Chết chết, bị thằng này nó bắn cho thì sắp toang cái nơi. Mình phải chạy nhanh còn kịp. Biển tốt nó bắn cho mà phải chạy bán sới đây. À hồi máu đây rồi. Có máu nữa. À, nó lại quay trở lại rồi. Mày chết này. Kinh ấy. Cái trưởng của nó cũng kinh phết đấy đùa. À, chết chết chết. Chạy nhanh còn kịp. Mình ít máu hơn nó. Máu liều nhiều hơn máu não. Chết dở luôn ạ. À, vừa thấy nó tụt xuống này. 38 FPS nhưng mà trong chớp nhoáng thôi. Khá khó hiểu. Chưa thấy phát nào nó tự dưng nó tụt FPS nhiều đến như vậy, nhưng mà trong khi thì không hề đánh nhau hay đối kháng gì cả mà tự dưng nó tụt khiếp luôn đấy. Nhưng mà rất là nhanh thôi nó lại hồi phục lại. Nếu mà chúng ta cứ chơi bình thường như thế này mà chúng ta không biết được con số FPS ấy, thì thực tế ra rằng là cảm giác nó rất là mượt, khá là ok. Nhưng mà nhìn ở góc thấy FPS tự dưng nó tụt, làm cảm giác tự dưng nó bị tụt hứng và khựng lác thôi. Chứ cơ bản thì với trải nghiệm bình thường lại không thấy điều đó. Sáu mốt FPS, 59 này, 58 lại quay trở về 61 rồi. Đập nốt, đập nữa đi. Sắp toang trụ tiếp theo rồi. Được, được lắm. Toang tiếp trụ thứ hai. Xem nào. À thế lại được 6 phút rồi anh em ạ. Lại được 6 phút rồi. Thôi mình cũng sẽ out tựa game này ra thôi. Để chơi với tựa game PUBG Mobile. Với cái tựa game Liên Quân này thì anh em có thể nhìn thấy là nó lại hồi về tầm khoảng 34-35 độ C rồi. Lúc nãy thì các bạn có thể nhìn thấy là nó 91%. Nhưng mà sau 6-7 phút chơi Liên Quân thì nó lại chỉ tụt mất 1% pin thôi. Và cái mức nhiệt của nó thì cũng không cao. Còn về cái mức độ FPS thấp nhất là mình thấy được là nó xuống 32 nhưng mà chỉ thoáng chốc thôi. Còn thì cái mức độ FPS trung bình của nó xoay quanh là ngưỡng 59 nhé, 58-59. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tựa game cuối cùng, đó là PUBG Mobile nhé. Rồi. Mất 1 phút 10 giây, quanh ngưỡng 1 phút 10 giây. Được nào? Để vào được tựa game PUBG Mobile. Và đến với cái tựa game PUBG thì chúng ta sẽ có một cái mức đồ họa thiết lập cài đặt mà cực khủng luôn. Anh em có thể nhìn thấy này. Đồ họa để ở mức thấp nhất đó là mượt thì nó cho được cái tốc độ khung hình là cực độ luôn. Và nếu mà để đồ họa cao nhất là HDR nhé. Ultra HD thì không được rồi. Nhưng mà HDR, cái tốc độ khung hình của nó vẫn để được ở mức cực cao. Phải nói rằng anh Samsung này tạo ra cái con chip Exynos 9610 này bá khủng. Thế nhưng mà để xem nó thể hiện như thế nào nhé. Với mức độ thiết lập cài đặt cao nhất trên thiết bị này và trên con chip này luôn, với PUBG Mobile. Bắt đầu. Và đây chúng ta đã vào với PUBG Mobile. Màn xoay camera của mình này nhìn rất là trơn mượt nhé. Khá là ok luôn đấy. Nhưng mà chơi như thế nào thì chưa biết. Thực ra thì mình cũng đã chơi rồi. Và mình thấy rằng là ông Samsung này ăn tham thật sự luôn. Và ăn tham như thế nào thì lát nữa anh em sẽ chứng kiến nhé. Hiện tại thì đang là 14:57. 14:57 và bao nhiêu phần trăm đây pin đây? 88%. 14:57 và 88%. Mình sẽ chỉ nhảy ở nơi hẻo lánh thôi. Để còn có thể là test đồ họa cho anh em xem. Nhỡ mà có thằng nào nó xuống đây thì mình cũng tỉa nhanh. Tỉa nhanh được. Đó. Bây giờ là những cái thao tác đầu tiên của mình này.
những thao tác cơ bản, những đường đi cơ bản. Anh em thấy thế nào? Ok ổn không? Thực tế là nó cũng không thực sự ổn lắm đâu. Trong những cái màn xoay camera này có một cái mức độ kiểu như nó không được mượt mà cho lắm trên thiết bị này, đúng không nào? Cho âm lượng to to lên này. Hôm trước có bạn Huệ Trần, bạn bảo là hình như là trong tựa game PUBG Mobile thì phải. Khi mà mở mắc âm lượng lên rồi mà nghe âm thanh nó vẫn bé. Nhưng mà mình thấy rằng là âm thanh vẫn khá ok mà. Mở âm thanh trong trong game này, xong lại mở âm thanh ngoài game nữa mà vẫn bé. Nhưng mà thực tế là mình thấy nó vẫn có những cái gọi là những cái hoạt động như thế nào, âm thanh như thế nào với những tựa game thì cơ bản là nó vẫn vậy thôi. Không có sự thay đổi nhé. Không có sự thay đổi. Có mấy cái hộp ở đây mà không mở làm sao được nhỉ? Mình sẽ chạy xuống dưới kia và mình ấy thôi. Đi xe, lái xe. Đây này, màn xoay camera mắt này. Hôm trước thì có bạn bạn nói rằng là thao tác bốn ngón nó xảy ra hiện tượng loạn. Ở đây thì trong khi mà mình đang ba ngón nhá, thay đổi FPS đây, ba ngón này, bốn ngón này, đấm này, thử đấm xem nào. Xoay này, đây đây, đó. Nhưng mà đấy là trên thiết bị Samsung A70 cơ, không phải là trên chiếc máy này. Nhưng mà thấy bạn ấy nói vậy nên là mình cũng sẽ test thử trên cái chiếc Samsung A50 xem như thế nào. Thì không thấy bị gì cả. Lượn thôi. Lượn đi đâu vậy? Mở mắc âm lượng luôn. Phi vào đây chắc nhiều đối thủ lắm này. Nhưng mà muốn test test game thêm cho anh em xem. Nên là mình sẽ phi ra thằng này nhé. Ui giời. Chán đời anh thanh niên nhỉ. Tưởng là có tiếng bước chân cơ. Thôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ, đó là gì ạ? Thay đổi lại cái đồ họa nhé. Xuống mượt và cực độ đi. Mượt và cực độ này. Xem là nó có thay đổi những gì này. Có mượt mà hơn không? Chắc chắn là mượt mà hơn rồi đúng không nào? Những cái gọi là những cái cảnh xoay, cảm giác nó mượt mà hơn hẳn luôn. Thực tế thì anh Samsung này khá là tham lam đấy. Tối ưu những cái phần mềm, những cái tựa game trên cái con chip của mình thì chơi toàn những đồ họa khủng. Sợ thật đấy. Nên hạ nó xuống thôi.
Chồng chưa đấy à? Từ đến giờ không gặp với thằng người hoặc thằng địch nào, à, thằng bốt nào nhé. À đấy, có tiếng rồi đấy. Có tiếng rồi anh em ạ. À. Bắn đâu ấy? Ở đây thì mình cũng đã cài đặt cái cảm biến con quay rồi. Gyroscope có hết. Đấy. Đang xoay này. Nói chung là rất là ok. Ổn đấy. Không biết là thằng bot hay thằng nào bắn ở đâu mà không nhìn thấy nhỉ? Quái thật sự. Mượt hẳn luôn. Ấy. Nói chung là trải nghiệm trên cái con chip này với tựa game PUBG Mobile vẫn khá ok. Nhưng mà ông Samsung thì nên tiết chế lại với những cái mức đồ họa như này thì nó sẽ cảm giác hài lòng hơn. Khi mà mình bật lên cái chế độ HDR, đồ họa HDR thì mình thấy rằng là nó không mượt lắm. Cảm giác nó khựng khựng cái đồ họa. Và khi mà giảm xuống cái mức thấp nhất như thế này thì mới ngon này. Chứ còn để như thế thì chơi không ok lắm đâu. Gặp mỗi cái thằng bot chán nhỉ. Gặp thêm nhiều thằng người ở đây nữa thì ngon. Gọi là những cái bước đầu tiên thì sau khi mà đã chuẩn bị xong súng ống các kiểu rồi thì nên gặp bot để thể hiện nhiều hơn sẽ ngon. Sau đó thì cuối cùng là sẽ gặp người. Đấy. Thể hiện các cấp bậc nâng dần lên thì ok. Ui rồi, suýt nữa thì đi như thằng say rượu luôn. Đi tìm đối thủ từ nãy đến giờ mà không thấy nhỉ? Thể hiện skill bắn cửa, bắn rụng hết cửa luôn. Skill ghim tâm đây nè. Có người đấy. Được được được. Kìa 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 kìa, nó bên kia. Mình nhìn thấy không? Mình sẽ ném cho nó quả lựu đạn. À đủ, má. Trời ơi. Ấy giời. Ôi giời. Buồn cười quá anh em ạ. Thôi coi. Mình ném nhưng mà mình không nhổm người lên. Giời, chết cười. Và với cái tựa game này thì mình đã chơi lên đến tầm khoảng 11 phút anh em ạ. Từ lúc là 14 giờ 57 phút, bây giờ là 15 giờ 08 rồi. Nhiệt độ nó lên này.
cũng ngưỡng quanh là 40, 40, 41 độ. Quanh ngưỡng 41 độ nhá. Cái mức độ pin của nó là 88%, tụt xuống là 83 rồi. Vậy là sau 11 phút thì nó tụt mất 5% pin với tựa game PUBG Mobile. Và cái mức độ chơi đồ họa như thế nào thì anh em có thể nhìn thấy rất là rõ rồi đúng không nào? Khá là ok với tựa game PUBG Mobile khi mà chúng ta hạ cái mức đồ họa xuống mượt nhé. Và nó không bị giật khung hình đâu. Và vừa rồi thì mình cũng đã test cho anh em xem về cái mức độ hiệu năng của cái con chip đó là Exynos 9610 trên cái chiếc máy đó là Samsung A50. Và cái điểm CPU cũng như là GPU anh em nhìn thấy rất rõ đúng không nào? Và với cái số điểm này thì vừa rồi nó cũng đã thể hiện rõ cho anh em xem là cái mức độ chơi với ba cái tựa game rất cơ bản thì nó như thế nào. Và anh em có cảm nhận gì về cái con chip này cũng như là về chiếc Samsung A50 qua cái bài test của mình? Anh em có thể comment bình luận ở phía bên dưới video để có thể góp ý cho mình cải thiện hơn trong những video tiếp theo nhé. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.